Ok, hello, chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với channel của mình Lý à, Hôm nay mình có chiếc máy ảnh này rất là xinh, à, mình muốn đập hộp cho các bạn xem luôn nha Thì à, trên tay mình đây là một cái chiếc máy ảnh của hãng Casio Và đây là cái hộp bên ngoài của nó ha, cái hộp bên ngoài thì à, thiết kế rất là cute, rất là tin ha Ở bên ngoài thì để là The Idol Master Thì theo như mình biết đây là một cái băng nhạc ở bên Nhật ha, ở bên Nhật á. Và hãng Casio thì họ sản xuất cái chiếc máy ảnh này Để mà bên ngoài thì có in những cái hình tượng của những cái ca sĩ Những cái của ban nhạc này Rất là cute ha, rất là cute luôn Thì mình cũng không có rành về ban nhạc này là, là như thế nào Nhưng mà cái sự kiện này nó cũng sẽ ra lâu rồi nha Tại vì những cái máy ảnh này hiện nay là không còn sản xuất nữa Và mình may mắn mình sưu tầm được cái hộp này và bên trong nó còn nguyên vẹn hết toàn bộ chiếc máy ảnh trong này thì hôm nay mình mở các bạn xem luôn nha. Đã, thì bên trong này nó là một chiếc máy ảnh của hãng Casio, tên máy ảnh này là Casio ZR20 nha. Đây là cái hộp chiếc máy ảnh bên trong. thì bên trong nó sẽ có một cái túi đựng nè và cái sợi dây đeo nữa. thì mình để cái hộp này bên ngoài nha và mình sẽ khui cái hộp này à, các bạn thấy đây nè Casio Slim HS ZR20 thì đây là một chiếc máy ảnh rất là mạnh mẽ của hãng Casio nha à, máy này thì có độ phân giải của nó là 16.1 megapixel nè ống kiến góc rộng của nó là 25 mm khả năng zoom là 8x màn hình LCD là 3 inch và quay phim là Full HD và nó có thể là zoom uh, SR zoom lên tới là 16x nha tức là zoom zoom quang là 8x và zoom kỹ thuật số là thành 16x À, máy này có nhiều chức năng chụp ảnh Rồi có chế độ như chụp HDR, HDR Art, uh, Moto và slim HS Cái chữ HS này tức là High Speed đó, là chụp liên tục tốc độ cao ha. Thì đặc điểm của máy ảnh Casio thì um, nó um, có một số chế độ, một số chức năng chụp liên tục rất là hay Rồi thì mình sẽ khui bên trong luôn nha À, bên trong này thì có hướng dẫn sử dụng về cái giấy này cũng giống như là cái cái tem bảo hành này đó cũng như là cái giấy giới thiệu về sản phẩm thì máy này sản xuất năm 2012 à, toàn bộ là chữ tiếng Nhật nha do máy này mình nhập ở bên Nhật về bên trong máy thì nó có một cái sợi dây này là dây sạc kèm theo đây là cái củ sạc ha củ sạc này là củ adapter bình thường của mình nó 5V ở nhà mình có rồi bên trong này thì có một chiếc máy đây Wow, máy quá đẹp các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Còn mới, còn đẹp. Gần như là như mới luôn ha. Và nó có sự bên trong này có viên pin nè. Kèm theo đó là một cái một cái sợi dây này là giống như là cáp tín hiệu vừa để sạc và vừa để truyền dữ liệu vào trong máy tính luôn. Rồi mình xin phép để cái hộp qua đây nhé. Đây, đây là chiếc máy ảnh Casio Slim ZR20 phiên bản đặc biệt ha thì um, các bạn thấy bên ngoài còn rất đẹp luôn, à, rất là đẹp luôn ha. đây là chính dính dơ thôi, dính dấu vân tay gì thôi. À, máy này thì mình cũng chưa có test qua nữa, mình cũng mới nhận cách nay mấy hôm thôi. rồi mình sẽ gắn pin và test thử luôn nha. wow hấp dẫn quá các bạn ơi. Đây rồi mình ở mượn nguồn đây. Đó, màn hình đây ha. Cái này là mình chỉnh ngày tháng nhé. Và wow. khi mà khởi động lên nó có cái dòng chữ The Master luôn. Đó, rất là hay ho luôn ha. Ok thì máy còn hoạt động hoàn hảo quá nè. Rồi màn hình của máy thì rất là đẹp luôn ha. Rất là đẹp luôn. À, sẵn đây mình giải thích luôn á. Một số bạn đó là cái cái màn hình này nó có cái đường này nè. Mình thấy bên đây cái bên đây và bên đây nó khác nhau ha. Có cái giống như là bên đây nó hơi đen đen hơn đây trắng bình thường nè nhìn một số bạn không hiểu mình tưởng cái này là nó màn hình nó bị lỗi hay gì đó nhưng mà thực tế là không phải nha cái này là cái đường canh để mà quay phim tức là cái đường biên khi mà nếu như các bạn bấm quay phim mà cái khổ khổ quay phim mà chuẩn là 16 chín á thì nó sẽ ở đây nha nó sẽ cắt ngang đây nè để cho các bạn dễ hiểu hơn nhìn bấm quay thứ này đó nó cắt ngang hai cái đường nữa đó rồi máy thì rất là đẹp rất là xinh luôn nha mình mở đèn lát test thử một okay. cái wow hấp dẫn quá các bạn ơi à, cơ bản thì máy rất là xinh à, một chiếc máy ảnh rất là mạnh mẽ nha rất là mạnh mẽ luôn với độ phân giải của nó là 16 megapixel quay phim chuẩn full hd à, mình thích chiếc máy này thì là một phiên bản đặc biệt nếu như mà thực tế mà bạn nào mà À, chơi máy theo kiểu mà sưu tầm á, thì cái thì cái cái phiên bản này là phiên bản đặc biệt hiếm có của của hãng Casio nhé vì nó sản xuất có thêm cái cái logo của cũng như là những cái hình tượng của cái ban nhạc The Idol Master này bình thường các bạn mua những cái máy khác này nó sẽ không có cái cái này à, do đó là bạn nào mà sở hữu được những cái máy ảnh mà có cái này thì coi như là xem như là một phiên bản đặc biệt thì tùy tùy cái sở thích thôi nhiều người thì thích có cái này nhiều người thì lại không thích à, mà ngoại hình thì đẹp nha thì bên hông của máy thì nó có một cái cổng HDMI nè để mình kết nối với TV hoặc là nếu như các bạn livestream cũng được luôn nha màu trắng rất là sang trọng rất là thời trang luôn nha rồi cơ bản một chiếc máy ảnh rất là xinh và mình sẽ có những cái clip hướng dẫn sử dụng về máy này cũng như là giới thiệu những chức năng và thông số của chiếc máy ảnh này À, các bạn nào nếu mà có quan tâm thì các bạn cứ xem trên kênh của mình nha. Bạn nào chưa tìm được cái đường link thì các bạn cứ nhắn tin cho mình, mình sẽ gửi những đường link cho các bạn xem. Ok, chào các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn vừa xem clip nha. Hy vọng đây là một cái clip bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về sử dụng máy ảnh. Thì mình xin giới thiệu các bạn mình tên là máy ảnh newbie. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh Facebook và trên Instagram cũng tên là máy ảnh newbie luôn nha. Thì đây là hai cái kênh của mình. Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh ưng ý đó thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình đính kèm thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín rất là chuyên nghiệp mình có bán máy ảnh phim máy ảnh kỹ thuật số và một số phụ kiện liên quan về máy ảnh thì mình cũng đã bán hơn 10 năm nay rồi khi các bạn có mua máy bên kênh của lý biêu á thì sẽ luôn luôn đính kèm đầy đủ các phụ kiện cho các bạn gồm có máy pin sạc pin thẻ nhớ đầu đọc thẻ nhớ dây đeo và clip hướng dẫn sử dụng thông qua cái kênh youtube của mình á, thì các bạn có thể thấy được là cái cách làm việc là uy tín và chuyên nghiệp của mình như thế nào ok nếu như thấy clip này hết thì các bạn nhớ ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh cũng như các bạn nào đã từng mua máy ảnh trên kênh mình á nếu thấy sự uy tín của mình á các bạn nhớ thả một lời bình luận để cho kênh mình được phát triển hơn và các bạn đến sau có thể tin tưởng nhiều hơn trường hợp các bạn nào thấy được những đóng góp những chia sẻ của mình hữu ích mà các bạn muốn tặng cho mình một ly cà phê thì các bạn có thể nhấn vào nút chức năng super thanh trên youtube nhé ok mình là máy ảnh review các bạn nhớ follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé